Emma khá đáng sợ. Một bạn học đang khoe đồng hồ mới mua trước mặt. Emma cố tình đẩy bạn ngã, sau đó giả bộ quan tâm dìu bạn đứng dậy. Cứ như vậy Emma đã trộm được chiếc đồng hồ đó. Nhưng trong lúc Emma đang vui vẻ cho cái khôn vặt của bản thân, cô giáo Alice chú ý tới Emma. Vài ngày sau, trên lễ trao tặng khen thưởng học sinh ba tốt, Emma và bố Reed tự tin hồi hộp chờ đợi kết quả. Khi nghe thấy phần thưởng được trao tặng cho bạn học cùng bàn Milo thấp điểm hơn bản thân, Emma lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Một kế hoạch tàn bạo đã được vạch ra. Emma lừa Milo tới vách núi và sau đó đẩy Milo ngã xuống vực. Sau khi làm xong mọi việc, Emma biểu hiện như chưa có việc gì xảy ra đi tìm bố. Một lúc sau có tiếng kêu gào của bạn học vang tới. Milo được tìm thấy nhưng đã chết. Hôm sau, cô giáo Alice và luật sư tới nhà Emma điều tra rõ nguyên nhân Milo rơi xuống vực. Bởi lẽ theo như thông tin nhà trường có được, ít nhất có 3 học sinh nhìn thấy Emma cùng Milo đi tới vách đá. Cô giáo nghi ngờ vụ việc có liên quan tới Emma, nhưng họ không hề hay biết có người đang nghe trộm sau vách tường. Tất cả những lời vừa nói đều bị Emma và cô bảo mẫu Chloe nghe thấy. Emma cắn rứt lương tâm, Emma không muốn nhìn thấy cô giáo và luật sư tiếp tục ở đây dò hỏi nữa. Vậy là Emma cố ý đập vỡ mình và ngã xuống đất, thành công làm gián đoạn cuộc nói chuyện của cô giáo. Trong lúc David đang giúp Emma xử lý vết thương, David hỏi con gái hôm đó có đi tới vách đá không. Emma tỏ vẻ mình bị oan và nói cô giáo vốn không thích mình. Cô giáo nói là có 3 người nhìn thấy chỉ là để thăm dò bố thôi. David nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ vô tội, nước mắt đang rưng rưng của Emma, liền nhận định chắc chắn rằng con gái mình bị oan. Nhưng không lâu sau, trong lúc David đang xem ảnh hôm xảy ra vụ án, phát hiện ra Emma có chút bất thường. David phát hiện ra đôi mắt của Emma nhìn chằm chằm vào huy chương thưởng đeo trên cổ Milo với vẻ mặt đầy căm hận. David bắt đầu nghi ngờ Emma. Bên khác, lúc Chloe đang chơi đùa với Emma không ngừng dùng lời nói đả kích Emma. Trước đó Chloe trộm đồ bị Emma bắt được tại trận, vẫn đang để bụng chuyện đó. Nếu chuyện em giết người bị phát hiện, em sẽ được ngồi lên một chiếc ghế điện màu hồng giật cho đá ra quần. Dù sao thì Emma vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó bắt đầu sợ hãi. Lúc cô giáo tới điều tra nguyên nhân Milo ngã xuống vực, Emma đã đặt tổ ong vò vẽ nhà mình lên sau ghế trong xe cô giáo. Cô giáo dường như không hề hay biết những điều này. Emma khá đáng sợ. Do huy chương thưởng học sinh ba tốt bị bạn học cùng bàn cướp mất, Emma đã đẩy bạn ngã xuống vực sâu. Cô giáo nghi ngờ hành vi Emma bất thường nên Emma đã đặt tổ ong vò vẽ của nhà mình lên sau ghế xe ô tô cô giáo. Kết quả là cô giáo tai nạn chết. Nhưng David không hề hay biết những hành vi độc ác của con gái mình. David vẫn luôn cho rằng Emma là một cô con gái ngoan hiền. Cho tới một hôm, Chloe lau dọn nhà cửa phát hiện ra huy chương của Milo dưới gầm giường Emma. Để nói cho David biết chuyện này, Chloe đã lén lút treo huy chương này lên đèn trong phòng ngủ của David. Về tới nhà không thấy huy chương của mình đâu, Emma nhanh chóng tìm kiếm khắp nơi. Emma chạy ngay tới phòng bố đầu tiên, thấy bố đang sấy tóc. Cuối cùng thì Emma cũng thở phào nhẹ nhõm. Emma quay người lại nhìn thấy huy chương, cô định lén lút mang huy chương đi thì bị bố phát hiện. David hỏi con gái tại sao huy chương lại xuất hiện trong phòng ngủ của bố. Emma ngụy biện nói mình cũng không biết tại sao. Đúng lúc này, bảo mẫu Chloe vạch trần bộ mặt thật của Emma ra. Tôi tìm thấy nó dưới giường con gái anh. Emma mỉm cười. Emma lợi dụng tình yêu thương bố dành cho mình, Emma lại tìm cái cớ khác. Emma nói đã chơi trò chơi với Milo, bạn thua nên đã tặng huy chương cho Emma. Còn chuyện Milo ngã xuống vực Emma cũng không biết. David rất thất vọng về con gái. David đưa theo con gái tới nhà Milo để trả lại huy chương. Trong lúc nói chuyện, mẹ Milo nói với David rằng trong lúc lái xe cô giáo đã bị một tổ ong vò vẽ tấn công, gặp tai nạn qua đời rồi. David cảm thấy rất ngạc nhiên. Emma ngồi bên cạnh cũng giả bộ đau lòng. David cảm thấy có điều gì đó bất ổn nên đã nhanh chóng quay về nhà. Khi David không thấy tổ ong vò vẽ nhà mình đâu nữa, David bắt đầu nhận định là do con gái Emma của mình làm. David nghi ngờ con gái có vấn đề về tâm lý nên đã nhanh chóng tìm cho con gái một bác sĩ tâm lý. Trong bệnh viện, Emma lại diễn qua mắt bác sĩ tâm lý Max. Bác sĩ nói với David rằng Emma là một đứa bé thật thà nhanh nhẹn, nói dối là hiện tượng mà đứa trẻ nào ở độ tuổi này cũng có. Vậy là David lại bắt đầu tự lừa dối bản thân, an ủi mình rằng những chuyện xảy ra trước đây chỉ là sự trùng hợp. Về tới nhà, Emma vẫn tiếp tục đóng vai người con ngoan trước mặt bố. Nhưng vài ngày sau, Emma lại gặp rắc rối. Bảo mẫu Chloe nói với Emma rằng cô sắp làm mẹ kế của Emma rồi. Điều này khiến cho Emma không vui chút nào cả. Vậy là lại một kế hoạch tàn bạo nữa được vạch ra. Tối đến, Emma nhân lúc bố đi dự tiệc, mở cửa gara ra và giả bộ mất tích. Chloe mắc bẫy và tìm kiếm Emma khắp nơi. Chloe không một chút cảnh giác nào đi vào trong gara. Sau đó cửa đóng lại, lửa cháy lên. Chloe muốn đập vỡ cửa kính đi ra ngoài nhưng không kịp nữa. Emma là một người độc ác. Chỉ vì bảo mẫu nói chuẩn bị trở thành mẹ kế của cô bé liền bị thiêu chết. Cứu hỏa tới nơi, Emma lừa bố rằng Chloe hút thuốc trong đó nên mới gây ra cháy nổ. Cảnh sát Peterson tin lời Emma, còn David bắt đầu nghi ngờ con gái. Đột nhiên xảy ra liên tiếp 3 vụ án có liên quan đến gia đình mình, đâu có chuyện trùng hợp đến như vậy. David bắt đầu hỏi con gái, thái độ nghiêm túc của David làm cho con gái hoảng sợ. Emma đã thừa nhận mọi hành vi của mình. David vô cùng thất vọng, nhìn vẻ ngoài là một người chân yếu tay mềm như Emma, không ngờ lại liên tiếp giết người không gây tay. Bây giờ David đối mặt với sự lựa chọn khó khăn, rốt cuộc sẽ vì chính nghĩa hay tình thân đây? David đã chọn tình thân. Một bên khác, David nhận được cuộc gọi từ cảnh sát trưởng Peterson. Theo điều tra, vụ hỏa hoạn thiêu chết bảo mẫu là do người phóng hỏa. Điều này có nghĩa là cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra là con gái mình làm. David quyết định đưa Emma đến ngôi nhà trong rừng sâu và kết liễu cuộc đời của Emma tại đây. Nhưng David có chút do dự khi cầm súng lên. Dù sao thì Emma cũng là con gái ruột của David. Cảm nhận được nguy hiểm cận kề, Emma quyết định hạ thủ trước. Nhân lúc bố đang ngủ, Emma mở hết khí ga ra, sau đó ra ngoài ban công bình tĩnh uống nước hoa quả. May mắn thay, David nửa đêm tỉnh dậy nhanh chóng đi khóa ga lại. Sau đó hỏi Emma tại sao phải làm như vậy.
Emma vẻ mặt lạnh băng nói rằng bố chết đi cô còn có thể sống cùng cô ruột. David vô cùng đau lòng, David phát hiện ra con gái hết thuốc cứu chữa rồi. David quyết định dùng thuốc ngủ giết chết Emma. Tối đến, David bỏ thuốc ngủ vào trong cốc nước hoa quả mà Emma thích uống để kết thúc mọi chuyện. Nhưng David không biết rằng cô con gái hay lén lút theo dõi bố đã sớm phát hiện ra mọi thứ. Emma nhân lúc bố đi lấy sô-cô-la liền đổi cốc nước hoa quả. Nửa đêm, Emma cầm súng của chĩa thẳng vào người bố đang say giấc của mình. Ai ngờ rằng súng bắn trượt, David tỉnh lại nhặt lấy súng trên sàn. Emma sợ hãi gọi điện cho cảnh sát nói rằng bố định giết mình, sau đó Emma trốn vào nhà vệ sinh. Cũng ngay lúc này, hàng xóm nghe thấy tiếng súng liền chạy tới. Emma nhanh chóng nắm bắt cơ hội sống này lớn tiếng kêu cứu. Hàng xóm nhìn thấy David chĩa súng vào Emma liền nổ súng bắn chết David. Lúc này cảnh sát và cô đến nơi, Emma ôm chặt lấy cô giả bộ vô tội, nhưng một giây sau liền lộ ra nụ cười ghê rợn. Kẻ sát nhân có khuôn mặt thiên thần là bộ phim cũ mới quay lại, chủ đầu tư sinh năm 1956. Điều đáng được đề cập tới chính là Emma trong phim này còn đề cập tới bác sĩ tâm lý. Còn năm đó nhận được 4 đề cử Oscar không chỉ vì những tình tiết giật gân mà là đạo diễn muốn người xem để tâm tới giáo dục con trẻ. Mỗi một đứa trẻ sinh ra đều là một trang giấy trắng, nội dung trên giấy đều là kết quả từ sự dạy bảo của bố mẹ, môi trường sống và thầy cô đem tới. Emma trong phim coi thường mọi thứ xung quanh, nguyên nhân lớn là do David bận rộn với công việc, không quan tâm nhiều tới con gái. Rất nhiều người nhìn thấy con cái thích được khen là hiểu chuyện, năng lực mạnh nhưng lại xem nhẹ sự ngây thơ, thật thà và niềm vui mà con trẻ ở độ tuổi đó nên có. Bye bye.